Phần tiếp theo là chân trâu. Chân trâu. Chân trâu thì nguyên vật liệu chính đó là bột năng. Bột năng. Hai bịch ha. Cái này mình sẽ làm chân trâu khổng lồ luôn nha mọi người. Mọi người ơi, cuộc đời mình đã gần 30 lò bánh trưng rồi, chưa giờ nhé. Chưa giờ mình được thử một cái lò trà sữa to bự khổng lồ thế này. Đấy. Bây giờ mình sẽ lấy cái mùi này khoắng lên nhá. Tuyệt vời. Các bạn ơi, các bạn nếu muốn có thể đến đây uống cùng mình nhá. Hello, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Mình là Funny Hùng đây. Mọi người thấy trước mặt mình là cái gì không? Rất là nhiều nguyên liệu để làm nên một lồi trà sữa khổng lồ. Đây, hôm nay mình sẽ cùng với em của mình nha, làm cái nồi trà sữa trong một cái thau này nè. Đây. Đầu tiên là mình có 3 phần. Một phần là trà sữa. Thì mình muốn pha trà sữa thì có là trà đen. Trà đen. Đây đúng không? Đây là trà đen. Đúng, đây là trà đen. Mình là trà Phúc mình, Long nha mọi người. Mình pha với nước. Pha với nước. Rồi đây là sữa, bột sữa. Bột sữa creamer. Bột sữa mình sẽ hòa chung với cái này để làm cho trà sữa nó có vị béo hơn. Vị béo. Sẽ ngon hơn. Rồi, ok. Bỏ một bên nha. Bây giờ mình sẽ sắp xếp bỏ một bên. Đó, rất là nhiều nha. Thì để làm nó một nồi trà sữa chất lượng thì phải cần nguyên liệu như vậy nha. Và đây là sữa đặc ngôi sao Phương Nam. Nó ngôi sao Phương Nam. Làm cho trà sữa của mình nó ngọt hơn, ngon hơn. Ngọt. Đó. Và phần tiếp theo là chân trâu. Chân trâu. Chân trâu thì nguyên vật liệu chính đó là bột năng. Bột năng. Bột năng thì mình xài 2 bịch. Hai bịch ha. Cái này mình sẽ làm chân trâu khổng lồ luôn nha mọi người. Bột năng và tiếp theo đó là cacao. Cacao. Cacao để làm cho bột năng có màu đen của chân trâu đó mọi người. Đúng rồi, đúng rồi. Đó là nhờ cacao. Các bạn có thể sử dụng nguyên liệu là Milo hoặc là cà phê đều được. Cái rồi, để làm cho nó có màu nâu của chân trâu mà mình thường hay thấy á. Và không thể thiếu đó là đường. Đường. Để làm cho chân trâu nó có vị ngọt. Nếu mà các bạn muốn chân trâu ngọt nhiều thì cho nhiều đường. Lúc mà sau khi mình luộc xong á, mình sẽ ngâm chân trâu với đường để cho nó có vị cái nước đường, cái nước chân trâu có vị ngọt hả? Ngọt với lại nó sệt lại á. Sệt lại. Cái rồi. Chân trâu đường đen á là người ta cho nhiều đường đen. Đúng rồi. Khi mình uống á, mình hay thấy cái trà sữa nó hơi sệt sệt đó mọi người. Uống như vậy nó mới đậm đà nha. Mà sao nhiều đường quá vậy? Hai bịch lớn thì cho hết vô không? Không, 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 không. Xài ít thôi. Cuối cùng. Cuối cùng là mình có đi tìm mua rau câu nhưng mà nhìn nó không có chất lượng nên mình sẽ quyết định là tự làm luôn. Hai bịch này là bịch lớn làm được 2 lít, bịch này là một bịch nhỏ mình làm được 1 lít, là tổng cộng hai bịch này mình làm được hết 3 lít rau câu. 3 lít rau câu. Đây là quá trình mình nhào bột để hình thành nên cục chân trâu khổng lồ nha. Rất là lâu và mỏi tay. Thì nãy giờ em mình đã vo được một cục chân trâu rồi nè. Mọi người thấy cục chân trâu như vậy bao giờ chưa? Khổng lồ luôn á. Cục này bỏ vào miệng sao nhai. Cái này là chua nước nha, không phải chân trâu. Quá to. Bây giờ vo hết miếng cục này thành một dĩa chân trâu bự nha mọi người. Đây là thạch nè. Vừa rồi em mình mới đổ ra cái khuôn. Thì mình có mua thêm một cái khuôn hình trái tim nữa. Bây giờ mình sẽ đổ cái vô hình cái khuôn trái tim đó ha. Nó đặc luôn. Thì mình phải đổ cho nó đầy nha mọi người. Đây lát này em ủng vô chắc nó rớt ra ngoài vậy. À, nó rớt ở đây, cái này nó có cái đồ để mình lấy. Oh my god. Wow. À hay ha. Nãy mình, nó phun nước lên. Nãy mình nhìn mình cứ tưởng nếu mình ủng cái này vô thì nước sẽ tràn ra ngoài, nhưng mà không phải nha. Nó sẽ chảy lên trên mấy cái lỗ này nè. Mấy cái lỗ này nè. Lát nữa nó sẽ thành làm một hình cục trái tim luôn, chứ không phải là một mặt mà nó thành hai mặt luôn. Tuyệt vời.
giờ để cho nó khô nha. Cho nó đông. Sau một thời gian nấu nước, chờ nước thì mình cho đây, mình cho cái bột này vào trong nước sôi và cho thêm một ít đường. Nó sẽ ra được hỗn hợp này. Sau đó bây giờ mình đổ vào cái thau lớn này. Okay. Đổ vào thau lớn, xong rồi mình đổ kem béo. Mình cho kem béo và sữa đặc vào. Kem béo và sữa đặc. Cái này chỉ mới là bột. Kem cái béo này chỉ mới là bột thôi, nhưng mà nó rất là béo rồi mọi người. Mình cho thêm kem béo và sữa đặc vô nó sẽ rất là ngon. Nó còn nguyên cục luôn kìa mọi người. Đúng rồi, cái này lúc mình mua là nó còn đông đá, là một cục đá luôn đó mọi người. Rồi mình phải tự rã đông trong 24 giờ ở trong ngăn mát. Đừng có rã đông ở ngoài nhiệt độ thường nha. Lúc mà rã đông nó sẽ không có ngon. Nó sẽ không ngon bằng khi mà mình rã đông trong ngăn từ mát. 12 đến 24 tiếng ở trong ngăn mát. Rồi sau đó mình cho sữa đặc vào. Nếu các bạn muốn uống ngọt thì các bạn cho nhiều, còn muốn uống lạc thì mình cho ít thôi. Mình nhìn thấy trong này nó đặc đặc làm sao á. Cái sữa này là kem béo, kem mình mua ở chỗ làm bánh luôn chứ không phải là hàng dỗn đâu. Tại vì cái này là nhà mình uống mà. Này mình làm cho nguyên nhà uống á. Chứ không phải là thử thách một mình uống đâu nha. Uống hết rồi. Rồi bây giờ sau đó mình sẽ đổ trà vào. Rồi, bây giờ em mình nó sẽ cắt ra nè, cắt cái bọc trà ra. Cái này là nguyên liệu quan trọng để trà sữa nó có mùi mùi trà á. Đây là trà Phúc Long. Đây là trà, nó không cho mình túi lọc nha. Nó chỉ là một bịch trà bự như vậy thôi, cho nên là mình phải tự lọc. Trong đây nó nói là chỉ để từ 95 đến 98 nước, từ 95 đến 98 độ là mình sẽ đổ vô, không cần phải sôi 100% nha. Rồi bây giờ mình sẽ đổ vô 5g trà mình sẽ đổ vào 100ml nước. Toàn là mùi trà không luôn à mọi người. Trà này của Phúc Long nha, rất là thơm. Mọi người ai mà là fan của Phúc Long thì mọi người sẽ biết trà của Phúc Long rất là thơm. Uống rồi nó còn cái hậu ở trong miệng luôn. Giờ khuấy lên thì sao? Cái này là mình đang nấu nước sôi để là nấu chân châu nha mọi người, chân châu khổng lồ. Rồi bây giờ mình sẽ chờ cho nó sôi, xong rồi mình sẽ tắt bếp rồi mình ngâm trà từ 5 đến 10 phút. Tiếp theo là phần chân châu. Rồi bây giờ mình sẽ gắp từng cục vô nha mọi người, chứ mình cầm mình cho vô thì nó hơi nguy hiểm. Nóng. Cục này mà nhai là đã lắm nha. Bỏ cái mồm luôn đấy. Cuộc đời mình là đã gần 30 lồi bánh chưng, chưa bao giờ mình được thấy chân châu nào bự thế này. Mình cũng chưa bao giờ thấy lồi trà nào bự thế này nhá. Mình cũng chưa bao giờ thấy lồi trà sữa nào bự thế này. Rồi, tại vì mọi người biết không, cái chân châu này á, nếu mình ăn không hết, mình bỏ tủ lạnh á, nó sẽ bị sống á. Cho nên mình chỉ làm tầm 14-15 cục chân châu thôi nha, vừa đủ để ăn thôi. Đó, giờ đợi nó sôi. Rồi bây giờ mình đợi nó sôi, nó nổi lên rồi mình sẽ vớt ra. Mình cho vào nước đường, mình ngâm nó cho nó ngọt nha mọi người. Ok. Bây giờ mình sẽ vớt trà ra nha. Nãy giờ mình ngâm cũng được 5-10 phút rồi đó. Giờ mình sẽ vớt cái bã trà ra. Lúc đó cái nước trà sẽ là cái mà mình dùng nha. Cái trà này nè, mọi người có thể đem bón phân ha, đổ vào các gốc cây á. Nếu không thích thì mọi người có thể dục thùng rác luôn. Đây, sau khi mình vớt trà ra thì còn mấy cái bãi trà bên trong á, cho nên mình phải làm cách này nha. Đó, mọi người nhìn nước trà nó đổi thành màu nâu nâu rồi kìa, giống như cái trà sữa mình hay uống không. Tuyệt vời.
Tại vì mình biết trước là cái này rất nóng á, cho nên mình đã pha rất là đặc và ngọt. Nên lát nữa mình sẽ cho đường vào mọi người. Mình cho ấy lộn. Mình cho đá vào chứ. Mình cho đá vào lúc đó nó chảy ra là coi như cái này nó nguội. Rồi mình cho thêm một lớp đá nữa là quất luôn á. Bây giờ mình cho đá vào nè. Xong rồi mình cho chân trâu với thạch vào nha. Úi trời ơi. Ok. Bây giờ mình cho cái đá này vào để cho nó nguội nha. Cho nó nguội cái trà. Rồi lát nữa mình mới cho thêm đá vào để cho nó lạnh cái trà sữa. Mọi người ơi, cuộc đời mình đã gần 30 lỗi bánh trưng rồi. Chưa giờ nhá, chưa giờ mình được thử một cái lỗi trà sữa to bự khổng lồ thế này. Đấy, bây giờ mình sẽ lấy cái mùi này khoắng lên nhá. Tuyệt vời. Các bạn ơi, các bạn nếu muốn có thể đến đây uống của mình nhá. Đây mọi người ơi, to bự luôn nha. Ôi nó rớt trong luôn rồi. Cục này rất là to nhá. Rồi. Đâu rồi, cắt vào chân trâu đâu rồi. Này. Tiếp theo là thạch này. Kéo cái nan này lên. Ôi trời. Dính thế nhỉ. Do mình không khéo tay cho nên nhìn hơi xấu nhé. Đây là thạch khổng lồ này. Cho nên mình chỉ uống một chút thôi. Chứ mình không làm thử thách uống hết thau trà sữa này được nha mọi người. Bây giờ mình cùng khoắng lên. Trà sữa và thạch, bây giờ mình thử cái này nhá. Cục chân trâu cực kỳ dai. Này, hồi nãy mình lấy cái mùi kia mình múc vào ấy, mình sợ nó bị thiêu. Cho nên bây giờ mình sẽ lấy cái mùi này, một cái mùi khác nhá, mình múc vào đây mình uống. Thử nãy giờ thành quả của mình và em mình như thế nào. Đây, một ly này ngoài đường có giá là 30.000 nhé. Bên trong là thạch này. Đây, thạch này. Hình cái tim này rất là ngon và mềm. Rồi, thì đấy là cái clip mà mình làm một cái thau trà sữa khổng lồ to bự. Clip của mình xin được kết thúc tại đây nhé. Nếu như mọi người cười thì hãy like, còn nếu thấy hay thì hãy subscribe và chia sẻ nhiều người khác cùng xem nhé. Sắp tới nếu như có thử thách gì mà hay, mọi người cứ để lại bình luận dưới comment. Mình là thấy cái nào phù hợp mình sẽ làm clip cho mọi người coi nhé. Ok, bye bye mọi người.